các bác Liệm Nghĩa Hải Phòng nhận hàng nha. Hôm nay Tùng Nguyễn lên bến xe. Giờ anh view điện ra là mệt lắm các bác ạ. Hôm nay em ship quả súp điện 40 BJK về bến xe Liệm Nghĩa Hải Phòng. Anh ơi, cục hàng này bao nhiêu tiền cước em trả nhỉ? Cục hàng này bao nhiêu tiền cước em trả? Gửi liên tục đấy nhá. À, bao tiền cước? Liên tục cái gì? 150. Liên tục 150. Ô lên đùa nhá. Ngày Tết ngày thường bọn anh 100 thôi. 100 ngày thường ngày. Không đi bọn em giờ ngày này lấy 70.000 bán cốt lên 200. Mọi khi có gửi có 50.000 một lít thôi anh ơi. Cứ an tâm thì không lấy đâu. Không phải an tâm đâu, nhưng mà gửi em gửi hàng ngày mà. Gửi hàng ngày anh nó khổ quá. Ngày Tết ngày nhất thì phải, ngày Tết thì nó buồn cười nữa. Mấy giờ về đây đấy anh nhỉ? Đây nha. Đấy, các bác mua hàng ở bên Tùng Nguyên Audio cực kỳ yên tâm. Bây giờ em lại ra bến xe, ra gửi Quảng Ngãi, ngày Tết ngày nhất đây. Đây ở bến xe nước ngầm các bác nhá, Bắc Nam em gửi hết. Làm cái video này để cho tất cả các bác yên tâm đặt hàng thôi. Mua hàng ở bên Tùng Nguyên này à, lỗ tiền Tùng Nguyễn chuyển xe cho tất cả các bác và bảo hành thì cực kỳ là ok. Mấy hôm nay Tùng Nguyễn không lên kênh để làm video đâu, mà Tùng Nguyễn chỉ có liên tục thuê xe ôm đi gửi xe thôi. Các bác mua hàng của Tùng Nguyễn nào đâu, mua trên mạng bây giờ là cứ phải chọn cửa hàng uy tín các bác nha. Ủa mày nếp nếp vô mày không tay nó đâm mà nó chín. Anh ơi nhà xe chính ý à? Bao tiền cục này anh? Hả? Đã cước. Khách khách. Đó, 100 đi. 100 à? Ừ. Chế phường rồi. Rồi rồi rồi. Được chưa? Mấy giờ đêm về nhỉ? 12 giờ. 12 giờ đêm. Thôi anh chủ động liên hệ cho khách cho em phải nhá. Vì em không chụp số. Ok ok. 12 giờ đêm mới về á? 12 giờ đêm ở đây đi nè. Mấy giờ sáng mai về? Về đâu? Về Quảng Ngãi. 4 giờ. Đấy địa chỉ đấy anh ơi. Ừ. 4 giờ chiều mai à? Sáng chiều. 4 giờ sáng mai cơ. Chiều mới. Ok.